trả lời những cái bình luận của các bạn số thứ 23 quan tâm đến số trước đó, thì các bạn có thể xem lại, mình đã để chung một cái danh sách phát để các bạn tiện theo dõi nha. Đầu tiên là của bạn Diệp Khác Xưa, thì bạn có hỏi là Nokia C5 có bật được 3G hay không. Là được các bạn, Nokia C5 nó có hỗ trợ 3.5G luôn chứ không có phải là 3G không nữa, cho nên các bạn yên tâm khi mà sử dụng cái Nokia C5 này, trong cái việc mà sau này có ngắt mạng 2G thì nó vẫn sử dụng tốt nha. Và bạn nào quan tâm đến chiếc Nokia C5 thì các bạn có thể xem lại những cái video trước, mình đã làm rất là chi tiết về chiếc điện thoại này rồi ha. Tiếp theo là bình luận của bạn Đắc Hoàng, anh chỉ em cách xác thực thanh toán mua app trên CH Play hoặc App Store và thanh toán Shopee bằng vân tay được không ạ? Rồi, đầu tiên sẽ là ở trên App Store của iPhone thì các bạn sẽ vào cái phần cài đặt này ha. Rồi các bạn sẽ kéo xuống Touch ID và mật mã ha. Đó. Đó, vào đây các bạn chỉ cần bật cái này lên thôi, là khi đó các bạn mua ứng dụng thì các bạn sẽ xác nhận bằng dấu vân tay nha. Đến với cửa hàng CH Play. Đây, các bạn sẽ vào CH Play nha. Rồi các bạn sẽ chọn cái biểu tượng của chúng ta nè ha. Rồi các bạn sẽ chọn là cài đặt xác thực nè ha. Đây, các bạn vô xác thực thì nó sẽ xác thực, bật cái tính năng mà xác thực sinh trắc học lên, thì khi đó thì cái máy của chúng ta có xác nhận vân tay á, thì nó sẽ sử dụng vân tay khi mà giao dịch nha. Rồi đối với Shopee mà muốn thanh toán bằng vân tay đồ này kia, muốn xác thực bằng vân tay thì các bạn sẽ vào Shopee, sau đó các bạn sẽ chọn tôi, sau đó các bạn sẽ vào là bảo mật và bảo mật tài khoản nè, rồi thiết lập mật khẩu nè, các bạn sẽ bật sinh trắc học lên ha, các bạn sẽ dùng được dấu vân tay nếu có ha, hoặc là đối với iPhone thì nó sẽ sử dụng là Face ID. Tiếp theo là bình luận số câu hỏi về cái chiếc Nokia 301. Bạn nào quan tâm về cái chiếc Nokia 301 này, các bạn có thể xem lại cái video ở đây ha. Rồi đầu tiên sẽ là nó có tải game Java được hay không ha. Tải game Java được hay không thì đối với cái chiếc này á, thì nó không có trang bị việc của Nokia giống như các chiếc điện thoại cổ khác. Với những cái chiếc điện thoại Nokia cổ khác, cái khi mà nó có trang bị trình duyệt của Nokia, các bạn chỉ cần bấm vào, các bạn bấm là m.opera.com thì nó sẽ tải Opera Mini về. Còn cái trình duyệt Nokia XS này là một cái trình duyệt nén và hiện tại nó đã không còn được hỗ trợ rồi, cho nên nó không còn vào được nữa, thì bắt buộc các bạn phải dùng một chiếc smartphone ha, để các bạn tải về một cái trình duyệt Opera Mini ha. Bây giờ mình đã tải về rồi nè, rồi sau đó các bạn sẽ gửi qua Bluetooth cho cái chiếc 301 này. Đây. Đó. Rồi. Và cũng nói thêm về cái mặt mà kết nối Bluetooth của cái chiếc Nokia 301 này nha. Mặc dù là nó chạy S40 nhưng mà nó không có khả năng chia sẻ kết nối Wi-Fi giống như là những chiếc điện thoại S40 đời trước nha. Đó, các bạn cũng cần lưu ý vấn đề này ha. Rồi tiếp theo là sau khi mà các bạn nhận được, tự động bỏ cái Opera đó vào bên trong cái ứng dụng của tôi nè ha. Rồi chúng ta chỉ cần vào và mở lên thôi. Bây giờ để mình xem coi là khi mà nó tự động nó tải game Java có được hay không. Bây giờ mình sẽ thử luôn. Lúc đầu vô thì nó sẽ cài đặt, nhưng mà những lần mở sau thì nó sẽ nhanh thôi các bạn. Rồi, chấp nhận. Chúng ta sẽ tải nha. Game Java. Tìm kiếm. Rồi. Ở đây nè, có những cái trang này, mình thử vào cái trang này nha. Sau đó mình sẽ chọn đại một cái tựa game này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống và chọn cái độ phân giải. Chọn cái màn hình là 240x320. Đó, kích thước của cái game này là 866 KB. Ok, tải xuống rất là nhanh. Nó nổi chữ H, tải rất là nhanh. Mở lên. Đây, vậy là nó tự động tải game được cho nó ha.
Tiếp theo là có vào được Facebook hay không, thì nó đã tích hợp sẵn một cái ứng dụng Facebook Java rồi, nhưng mà ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ không còn hỗ trợ ha. Chắc chắn sẽ không còn hỗ trợ. Các bạn thấy lên chữ H bình thường luôn nè. Nhảy nè. Riết thì nó cũng vậy thôi, cho nên là Facebook ở thời điểm hiện tại là không còn hỗ trợ nữa rồi, bắt buộc các bạn phải vào trình duyệt Opera Mini thôi, chứ cái ứng dụng của nó thì đã không còn được hỗ trợ nữa rồi. Nếu mà nó còn hỗ trợ thì rất là tốt, tại vì nó xài tương tự như là Facebook Live ngày xưa vậy. Và hiện tại các bạn chỉ cần đăng nhập vào bên trong Opera Mini và sử dụng thôi ha. Rồi còn về vấn đề YouTube thì hiện tại nó cũng đã không còn hỗ trợ nữa. Các bạn vào thì cũng tương tự như những chiếc điện thoại S40 hay là Symbian khác, mặc dù nó có trang bị kết nối 3G tốc độ cao, nhưng mà các bạn vào trong YouTube thì nó sẽ hiện màu đen luôn ha. Chúng ta không thể xem được, nó sẽ hiện là trình duyệt này không thể play video được ha. Tiếp theo là bình luận của bạn Phong Vô Gaming là anh ơi, Noga E72 có kết nối với ổ đĩa máy tính hay không? Là nó kết nối bình thường nha bạn. Bạn cắm vào thì nó sẽ tự động nhận diện và các bạn có thể copy dữ liệu qua lại giữa điện thoại và máy tính một cách bình thường ha. Rồi tiếp theo là bình luận của bạn Phước Vlog, anh ơi E63 có jack, có cắm được jack tai nghe 3.5 hay không, mà sao em cắm không được? Là được nha bạn, nhưng mà nó phải tùy loại tai nghe, tại vì đối với những thiết bị Noka ngày xưa dù có jack tai nghe 3.5 thì nó cũng sẽ không tương thích với lại những cái chuẩn mà tai nghe 3.5 ở thời điểm hiện tại, tại vì nó có cái những cái khớp khác nhau ha. Cho nên là nếu mà bạn muốn sử dụng mà cái tai nghe hợp cho Noka ngày xưa thì nó có một dạng tai nghe của cái thương hiệu là BIZ, thì mình đã làm về cái chiếc tai nghe đó rồi ha. Thì cái chiếc tai nghe đó nó sẽ có một cái nút, các bạn có thể dịch, các bạn có thể bật chuyển đổi giữa là cái chế độ sử dụng cho Noka ngày xưa và những chiếc smartphone hiện tại bây giờ nha. Và mức giá nó cũng rất là rẻ luôn, mình sẽ để link ở bên dưới, bạn nào muốn tham khảo thì chúng ta có thể xem link ở bên dưới nha. Tiếp theo nữa là bình luận của bạn Tề Thiên là có cách nào tắt một bên nghe một bên hay không. Đây, nếu mà bạn muốn sử dụng tai nghe mà tắt một bên mà nghe một bên á, thì các bạn sẽ vào cài đặt, sau đó các bạn sẽ bấm vào cái chữ là cân bằng âm thanh. Đây, thì nó sẽ cái này nè, các bạn kéo qua trái thì khi đó các bạn chỉ nghe được âm thanh của tai nghe bên trái, mà kéo qua phải chỉ nghe được âm thanh ở bên phải thôi ha. Để về mặc định thì chúng ta sẽ nghe cả hai bên. Nhưng mà các bạn lưu ý ha, cái cách thức này nó chỉ áp dụng cho tai nghe có dây thôi, còn cái tai nghe Bluetooth thì không có ha. Để đối với tai nghe Bluetooth thì bạn để bên nào thì nó cũng nghe cả hai bên hết nha. Cho nên nếu bạn sử dụng tai nghe Bluetooth mà bạn muốn nghe một bên thì nó có những cái dạng tai nghe một bên ha, với mức giá rất là rẻ thôi, cũ tại Thế Giới Động ha. Bạn đã quan tâm có thể xem lại những cái video này. Hy vọng là cái video này sẽ hữu ích đối với các bạn ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.